cứ găng lên găng ra. Tiếp xúc đại biểu quốc hội mà không cho cử tri vào thì không biết đại biểu quốc hội tiếp xúc với ai này. Đấy, dân không được vào, bức xúc căng băng rôn ra đây để coi như là thì coi như là cũng cản trở. Đó. Đây là tiếp xúc đại biểu quốc hội mà cử tri thì không một người nào được vào nha. Cử tri không một người được vào hết. Đó. Cho nên là an ninh thì đứng đen hết ở đây ra, mà dân thì coi như là bị cản trở hết, không người nào được vào để tiếp xúc với những cái vị dân cử mà mình bầu ra để truyền tải thông tin lời nói của dân, bức xúc của dân ra quốc hội thì coi như là bị ngăn chặn hết ngay từ đầu luôn. Người ta có mưu đồ luôn nhá. Đó. Công an an ninh là không có cho ai vào hết. Đó. Tức là đại biểu quốc hội là tiếp xúc với lại ai đây không hiểu nữa. Dân thì không được vào. Chung cư thì bỏ trong. Chỉ biết đất đất cấp nhà và bán cho chủ đầu tư à. Đất tận 200 ngàn mét vuông. Đất dễ thu hồi đổi thêm là 200 ngàn mét vuông. Đất người ta đã ở cái giấy tờ ngồi xác nhận là công nghiệp tận 200 ngàn mà không đủ để kiện bán chung cư. Đẹp gái liền. Đẹp gái đó. Không có 3 giá là 2 năm mà tại sao không chỉ biết chung cư. Đẹp gái không? Đó. Em quyết tâm với em thấy quá mà. Hôm nay để đến đây để gặp em quyết tâm để hỏi cho em quyết tâm khóc cho bà con Thủ Thiêm lần nào, ngày nào mà ông Trần Lưu Quang ông mới nói câu đó đó, ông bảo bà quyết tâm mà khóc. Ông Quang ông mới bảo bà quyết tâm bãi khóc về đô thì mới Thủ Thiêm gặp lần nào bãi cũng khóc. Bà quyết tâm khóc cho bà con Thủ Thiêm hay là khóc cho cái nhóm lợi ích bị phanh phui ra. Mà ông Lưu Trần Lưu Quang ông mới nói câu đó đó. Muốn gặp quyết tâm đây để hỏi xem là bà ấy trả lời ngay xem bà ấy có khóc vì dân quận 2 không? Có khóc vì Thủ Thiêm không? Làm. Đó. Tiếp xúc đại biểu quốc hội mà lại không cho dân vô, coi như là tiếp xúc đại biểu, tiếp xúc với đại biểu thôi, còn dân là coi đứng ngoài hết. Đây rất yêu đại biểu, cử tri thì quý đại biểu. Chỉ cho được đưa cái ý kiến này ghi vào đó xong rồi là vứt vào trong sọt rác luôn đó. Đấy là mưu đồ. Công an đang đứng đèn hết. Công an đứng đèn hết, không cho một người dân là được vào hết. Bên trong này toàn chỉ là cán bộ với cán bộ tiếp xúc với nhau thôi. Còn cử tri để vào để chuyển tải thông tin cho đại biểu quốc hội thì không được vào. Thủ tướng đi chỉ đạo rõ ràng rồi, xóa bỏ giãn cách luôn. Xe tất tần tật không còn giãn cách gì hết. Tự nhiên bây giờ không cho dân vô, vẫn căn cứ vào Covid xong mà không cho mọi người vô. Thử kiểm tra xem cái mục đích của quận 2 làm như vậy có được không. Xem cái ban tổ chức cái buổi mà tiếp xúc đại biểu quốc hội của quận 2 hôm nay được ra sao đây. Mà tại sao lại không cho vô. Lấy đòi quyền lợi bạn, đi đòi ba căn nhà mới của mình, nó cướp của mình, nó cướp của mình. Đang đi đòi quyền lợi nhá. Đây là Hải này nhưng mà không phải là Lê Thanh Hải. Hải này là Hải đầu điện thôi, không được vào đâu em.
chú là Lê Thanh Hải thì được vào, chứ chú là Hải là chú không được vào. Coi như là đang đứng ở đây để chờ bà Quyết Tâm tới đây để xem bà Quyết Tâm giải quyết thế nào. Đang ở nhà nó đứng như còn hai bạn đây, bạn nào ơi? Cái gì? Vô đi. Đó. Công an đủ các loại thành phần, công an chìm, công an nổi này đó, mới tất cả đó là đều công an hết đấy, an ninh hết đấy. Đứng đèn hết. Lực lượng công an an ninh đông lắm, báo chí hôm nay không có một người nào hết. Kinh khủng thật. Từ khi ông Phan Nguyễn Như Khuê ông ấy lên làm đại biểu Quốc hội, ông ấy về làm bây giờ ông là trưởng ban tuyên giáo của thành ủy cái một thôi, là báo chí bây giờ hôm nay không có một mống nào đến đây luôn. Không một phóng viên nhà báo nào hôm nay đến đây hết. Cấm hết rồi. Rồi, cái này là cái này tí phải hỏi ông Phan Nguyễn Như Khuê. Không có một phóng viên nào đây hết. Bây giờ điện thoại cho ông Khuê bà Tâm đóng chặn cái máy đâu. Tí đến đây giờ này. Đó. Và đó là tột cùng của khốn nạn. Tột cùng của khốn nạn. Tốt cùng một khốn lại. Đi luôn. Đi luôn. Bắt đầu mà xe đến giờ. Xe đến giờ. Mọi người ra. Chưa đúng. Bà làm gì có cái đó? Tiếp xúc đại biểu cử, cái đại biểu quốc hội là cử tri tiếp xúc. Chứ thằng nào mà là đi tiếp xúc với luật sư? Luật sư nào ở đến đây? Nó cướp mất quyền công dân rồi. Tất cả dân quận 2 đều mất quyền công dân rồi. Tất cả đều vi phạm pháp luật. Dân quận 2 là dân vi phạm pháp luật. Không mất hết quyền công dân rồi. Đúng không? À vậy hả? Cậu cả ông ấy đi, kể cả ông ấy, an ninh càng coi ở đây, an ninh ai chẳng biết rồi. An ninh. Thank you.
Đây là nhân viên an ninh. Mình cứ quay bên đây nó cũng quay nữa. Quay chứ quay, quay nó quay hết. Tiếp xúc đại biểu Quốc hội của cử tri quận 2. Mà bây giờ ấy là dân cử tri ở quận 2 là mất hết quyền công dân rồi. Tất cả những người đây đều phạm pháp hết đấy. Không ai được vào. Không ai được vào hết. Tất cả cử tri ở quận 2 là đều vi phạm pháp luật hết. Mất hết quyền công dân rồi. Không ai được vào trong để tiếp xúc đại biểu Quốc hội hết. Đại biểu Quốc hội là ai? Đại biểu Quốc hội đến đây tiếp xúc với ai? Hình như là không phải là tiếp xúc với cử tri. Mà đây đến đây để gọi là để tiếp xúc với nhau thôi. Đó, cho nên là cử tri quận 2 không ai được vào hết. Pháp luật Việt Nam mình công nhận càng ngày càng hay, đang thay đổi hệ thống pháp chế thì coi như là càng ngày càng tồi tệ. Càng ngày càng tồi tệ. Coi như là đợt này là dân quận 2 bị bịt mồm bịt miệng hết. Còn cái con mụ quyết tâm này, con mụ quyết tâm này nó cướp của người ta từ trước đến giờ bao nhiêu năm trời, nó ở đây mấy nhiệm kỳ luôn, nó không giải quyết được cho dân. Xong rồi nó được thằng Trần Lưu Quang nói con quyết tâm là khóc cho dân quận 2, lần nào tiếp xúc cử tri cũng khóc. Trần Lưu Quang kêu bán quyết tâm khóc trên hội trường. Khóc lần nào tiếp xúc với bà con quận 2 Thủ Thiêm cũng phải rơi nước mắt, thì không biết là con quyết tâm nó khóc lúc nào. Nó khóc cho ai đây? Hả? Cái con quyết tâm này nó khóc cho ai? Lúc nào nó kêu rằng là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 2 là thực thi đúng coi như là pháp luật, cưỡng chế phá dỡ thu hồi nhà đất của dân là đúng thủ tục, đúng trình tự. Đó. Nó khóc hồi nào? Khóc hồi nào? Khóc cười ha ha. Nó khóc hồi nào? Xây một nhà hát chuẩn bị 1.500 tỷ là dân thiên vốn chứng đường đi học cử tri thì không cho nào. Tiếp xúc cử tri được. An ninh công an đông không? Khủng khiếp không? Ôi giời ơi. Mấy thằng này an ninh ngày hôm nay nó lại kêu lãnh đạo quận kêu rồi, có giấy mời. Đây rồi. Xe của bà Quyết Tâm đến rồi. Đi cửa sau hết rồi, đi cửa bên kia kìa. Đi hết bên kia rồi. Coi như là đại biểu Quốc hội bây giờ cũng phải đi cửa sau luôn. Đại biểu Quốc hội đang đi cửa sau rồi. Không vào được cửa chính luôn. Thank you.
làm cái này đưa cho nó dục soạn rác, nó đưa cái gì mà làm cho mất thời gian. Làm này đó. Đại biểu quốc hội là tiếp xúc với lại với nhau, tiếp xúc chung với nhóm lợi ích. Nó đi hết cửa sau rồi gì? Nó đi hết cổng sau rồi, làm gì nó có đi cổng này đâu. Đúng rồi. Này là ăn cướp có bảo kê mà, cho nên là ăn cướp có bảo kê mà. Bỏ khẩu trang nó cho rõ. Nó cố tình đâu cho, nó cho thư mời đâu cho. Nó làm gì có cho thư mời ai? Đây chủ tịch mặt trận đây, chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Bình An đây. Không, nhưng mà phải họp này, hội đồng nhân dân là chính này. Đây là họp tiếp xúc đại biểu quốc hội với cử tri. Cử tri là dân. Cử tri cho lên rằng là dân quận 2 mất hết quyền công dân rồi, không còn là cử tri. Họp hội đồng nhân dân là phải có dân, có này kia mà không có gì chương trình. Đây là tiếp xúc đại biểu quốc hội tiếp xúc với lại các cấp chính quyền mà đang bảo kê cho nhóm lợi ích, chứ đại biểu quốc hội có tiếp xúc với cử tri đâu, có lắng nghe ý kiến của cử tri để truyền tải thông điệp của cử tri lên cái cơ quan hành pháp đâu, có làm cái cầu nối đâu. Cho nên là cử tri quận 2 mất quyền công dân rồi, làm gì còn là cử tri. Mai mốt đéo ai đi bầu nữa. Mai mốt quận 2, cử tri quận 2, đặc biệt là cử tri Thủ Thiêm, không ai đi bầu cử nữa. Tại vì có quyền công dân đâu mà đi. Thank you.
họp mà họp kín mà không có dân á, không cho cử tri vào được giải tán mẹ đi họp làm gì? Tiếp xúc đại biểu quốc hội là tiếp xúc với cử tri mà không cho cử tri vào tiếp xúc làm đéo gì? Đủ mẹ con quyết tâm mày khắc ra trong quận 2 hồi nào? Cái con quê Nguyễn thì quyết tâm mà con quyết mà không tâm mày khắc ra dân quận 2 lần nào? Mạnh lên! Âm vậy. Tại sao các ông các bà học chính là học cái gì? Hả? Yêu cầu hội đồng nhân dân phải trực tiếp ra đây. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm. Phan Nguyễn Như Khuê. Phải mở cửa cho nhân dân. Không một cơ quan báo chí, không một phóng viên làm ra có mặt, phải nói là dã man thật. Dã man thật. Các chú phải vô, cho ai không cho được nhiều cũng phải cho được 15-20 người vào. Chứ còn bây giờ làm như này là không ổn rồi. Cái kiểu như này là không ổn rồi. Càng ngày càng đẩy cái bức xúc của người ta lên thôi. Càng đẩy bức xúc của dân lên thôi. Không giải quyết được tình thế.
cái gốc của vấn đề là ở cái chỗ này, càng ngày càng bóp chẹt người dân, càng ngày càng khống chế người dân, áp đặt với người dân, thì đội tuyển Thủ Thiêm này muôn thuở sẽ không thực hiện được. Lực lượng công an với an ninh đang chuẩn bị cưỡng chế mấy người dân này, chắc đi bắt đi cách ly quá. Yêu cầu coi như là những nhà báo nào có lương chi đến đây hỗ trợ người dân này. Người ta đang chuẩn bị, người ta đang chuẩn bị bắt những người dân này đi này. Lực lượng ấy rất nhiều, đông lắm. Công khai tiếp xúc đây, để lắng nghe ý kiến của người dân đây, chuyển tải ra nghị trường quốc hội giải quyết dứt điểm Thủ Thiêm. Cho mày đấy. Dân quận 2 quyết không chùn bước trước tà quyền. Hiện tại đang ở nhà văn hóa thiếu nhi quận 2 nha. Nhà văn hóa thiếu nhi quận 2, đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, phường Bình Trưng Tây. Nhà văn hóa thiếu nhi quận 2. Coi như là tổ đại biểu quốc hội á, tiếp xúc với cử tri á, mà coi như là không cho cử tri vào. Để cướp nhà, cướp đất của người dân. Yêu cầu
không hậu không hỏng được đâu, vỡ làm sao được cái sắt này. Ông là đại biểu mà, ông là chủ tịch mặt trận phường mà cứ mời ông cứ bảo vệ người dân. Đây là ông này là chủ tịch ủy ban nhân phường Bình An này. Đó. Mà coi như là thư mời đâu, ông mới cho người khác hết, dân không ai có một tờ thư mời nào để vào này. Mà đi tiếp xúc đại biểu quốc hội mà cử tri phải có thư mời này. Đây là ông Bình này. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Bình An đây. Đây, mặt ông đây. Đấy. Ông ở đây. Ê cầu, bà Nguyễn Thị quyết tâm và ông Võ Văn Khuê phải ra đây trực tiếp với người dân. Người dân chúng tôi yêu cầu để gặp bà và ông Võ Văn Khuê giải thích cho chúng tôi biết. Ngày hôm nay mấy ông với bà tiếp cử chi mà hợp tính là hợp tính gì? Tại sao không cho dân biết? Quay sao? Kèo vô nè. Đây là toàn bộ lực lượng an ninh đang bày kế hoạch. Đấy, cái gì đó. Tại sao không cho người dân về? Lên xuống người ta, thú ơi. Kéo là người ta té, cứ để người ta đứng đi. Kéo là người ta té. Đừng có đụng người ta. Sao? Đừng có đụng tới là được rồi. Tại sao? Chúng tôi đi ra Hà Nội nha. Dân phòng, an ninh, rất là đàng hoàng. Công an cũng vậy. Không có được đụng người dân. Tại sao? Lúc mà bầu cử kêu người ta. Hả? Bầu cử thì kêu người ta. Kéo té đó. Đúng rồi. Quên kéo đi. Bơ lên nha, tệ đó. Tại bà. Quên sao? Quên sao? Bà hãy nói tôi không chạy á. Cái gì? Đúng mẹ bà không đâu. Không là cái gì? Hả? Không chạy nè. Không chạy. Không chạy bà không? Chạy ông chứ. Đứng chạy gì? Ông cho bà vô đi. Sao? Bà vô. Không chạy. Màu vàng. Rồi bây giờ mới thấy một phóng viên nhà báo đó. Giờ mới thấy. Cái hội trường không á, đại biểu cử đại biểu quốc hội mà tiếp xúc với cái hội trường ở trong đó độc chúng nói với nhau thôi. Hoặc cái gì? Nó bao che rồi nó ăn chi. Là thấy cô là cái tâm ở đây là bắt đầu lại cửa lần đầu cái cửa này đâu. Bỏ khẩu trang ra phát cho nó mạnh. Đừng qua. Mở khẩu trang ra đi. Bỏ khẩu trang ra đi. Nói chuyện mở khẩu trang ra.
Quay vào trong kìa. Quay vào trong á. Quay cái loa vào trong. Đừng có loa nhảy vô trong á, đó. Nhảy vô này, nhảy đi rồi tao nhảy. Không phải, bừng cái loa để cho tao đồng nghe nghe kìa. Quay cái loa vào phía trong. Cái kia á, đụng. Dân đứng đèn đặc hết, không ai được vào hết. Cưỡng chế phá rỡ nhà người ta một loạt, thu hồi hàng mười mấy ngàn căn nhà trái pháp luật. Bây giờ coi như là đang bưng bít, đang bưng bít, coi như là chuẩn bị đánh úp, cho nên bây giờ đang bưng bít ở trong đó để không truyền tải được cái thông tin. Ông nói là giao toàn bộ cho thành phố hết rồi mà đó không làm. Anh buồn về cái gì? Anh làm sao anh buồn? Anh nói đi. Hồn chuyện đất đai nhà tôi. Rồi, anh cứ nói đi, anh nói hết cỡ đi. Nói mạnh đi. Anh nói anh có lên mạng truyền hình không? Đây, đang lên truyền hình cả thế giới đang coi, mấy trăm hàng ngàn người đang coi đây. Anh cứ nói đi. Anh bức xúc cái gì cứ nói đi, hàng nghìn người đang coi. Nhà tôi không có bán đất, nhà vô nó tự động nó có quyền hạn ở vô đập lấy nhà tôi. Rồi. Nó bán được cho công an mà tên chủ nhà tôi đứng. Đó nó lên nó lấy. Đây mới là đây là dân đây cũng là một trong những hàng ngàn ngàn vạn vạn dân oan Thủ Thiêm đây. Đây nước này uống đây, uống đây. Nước này uống nói đi. Anh bức xúc gì anh cứ nói đi, đang lên truyền hình cả thế giới coi đấy. Nhiều lắm. Uống miếng nước cho đi rồi nói chuyện. Bình lòng chen quay lên đây. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Rất lên tiếng là lớn vậy thôi. Tại vì em bay xa tại vì dân tại gì? Đất đai nhà cửa người ta nó vô đập ngay vậy có lấy người làm sao ta chịu? Dân cũng là nặng nhân này chính sách bắt cả. Ủa cái nhà ta vậy nó đưa 200 triệu. Cái nhà ta 192 mét nó đưa 200 triệu. Nó đuổi ta đi, ta không đi nó quýnh người ta. Nói vậy đó. Bà con hỏi sao? Tôi đó nhiều đó thôi. Nó lấy nó đập cho nó tôi đuổi tôi đi, tôi không đi nó quýnh tôi. Nó mướn công an vô quýnh tôi. Nó mướn công an bao che nó.
công an phường mình chân tay nữa nè, công an phường ngang tay nè, nè vô quýnh tôi. À, tức là một người bị tức là một người tàn tật, những người một người tàn tật mà coi như là một người tàn tật là một dân oan của Thủ Thiêm đây, tàn tật 200 triệu đuổi người ta đi. Ủa không đi cái mướn ơi, người xã hội đen vô quýnh tụi má, cho công an vô bắt tấn công tụi mấy lần quýnh tôi vậy đó, tôi thưa hoài không giải quyết. Nói cho bà con sự thật đó, có công an đây nè, đó công an phường tại đây, phường này luôn đây, công đó an tôi nói rõ ràng, không có nói giúp ai bất cứ chuyện nào. Anh cứ nói đi, anh cứ nói đi. Có thằng Thịnh, công an Thịnh có em ơi, công an nắm tin cho tôi rằng là bị đánh bẻ tay đây nè, tôi ra tôi rút ra cưỡng chế đó, quen người nhà tôi giải thương chứ tại Thủ Thiêm. Dân chỗ này đều là dân oan Thủ Thiêm hết, tôi cũng là dân oan Thủ Thiêm đây. Nó anh hiểu tao đây, một trong những dân oan Thủ Thiêm người ta cũng có vợ hoặc người ta cũng có đất đai, người ta cũng đau buồn, người ta cũng buồn lắm, người ta làm thinh như vậy thôi, người ta để cho dân chúng rồi nói lên tiếng dùng người ta chứ, tại vì chức vụ người ta đang làm nhiệm vụ người ta không nói được. Gần 1.000 người đang theo dõi cái livestream này, cho nên là ai bức xúc thì cứ ra đây nói này. Gần 1.000 người. Bây giờ có phải không? Có phải là giặc Covid đó? Nó làm cả thành phố chết đây. Còn nguyên một cái lũ tham nhũng, bè lũ tham nhũng cướp nhà cướp đất của dân quận 2 nè. Ăn chịu hết rồi. Ăn chịu hết rồi. Bức xúc bà ơi, bức xúc mấy chục năm rồi, dân người ta nói đi chứ. Hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi dân. Ôi ơi. Đây là cựu bí thư chi bộ khu phố 1 phường Bình An quận 2 đây. Còn ông này là phó bí thư, ông này là bí thư chi bộ khu phố 1 phường Bình An đây. Hai ông đang ngồi đây đều trở là toàn là những lão thành cách mạng đây. Toàn là những lão thành cách mạng hy sinh cả xương máu để giải phóng thống nhất đất nước đây. Và bây giờ cũng là một đại dân oan luôn. Coi như là những lá cờ đầu trong trong cái đội mới Thủ Thiêm để mà gọi về chính quyền, gọi là dùng tà quyền để cướp nhà cướp đất đây. Đó. Đó, đây là một trong những lãnh đạo đấy, gọi là bí thư chi bộ khu phố của phường Bình An, tức là của cái chế độ này đây mà cũng còn bị xâm hại đây. Đó. Bức xúc tột cùng. Bức xúc tột cùng. Nhiều lắm. Hàng ngàn ngàn vạn vạn dân oan ngồi đây. Đây. Đây là cô bé nhiều năm tuổi Lê Thị Mỹ đây. Năm nay gần 80 tuổi rồi đây. Mà coi như là 23 năm đi thiếu lại đội mới Thủ Thiêm rồi đây. Trần Thị Mỹ đây này. Đó. Gọi là em bé lâu năm đây. Đấy, một trong những dân oan mà suốt ngày nên là nếu như ngày ấy đấy, nếu như ngày ấy đấy, nếu ngày ấy là bao 20 mấy cái nếu ngày ấy đây. Đấy. Dân quận 2 quyết tâm đấu tranh đến cùng. Cứ nói đi, tôi chẳng sợ gì hết. Sợ gì? Chả sợ thằng nào hết. Tôi chẳng sợ gì hết. Buồn lắm. Không. Thôi, tôi chịu thôi chứ. Ở đây anh bị động kinh. Nhưng mà người ta bức xúc là bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất người ta, chứ không phải bức xúc do tôi. Cướp đất của người ta bức xúc mà không giải quyết cho người ta. Ngày hôm nay người ta có cơ hội để tôi nói cho nghe. Ngày hôm nay người ta rất có cơ hội để được vào, để được gặp đại biểu quốc hội là đại diện cái tiếng nói của người ta. Nhưng mà không cho người ta vào. Cái đại diện
cái tiếng nói của người ta không tới đâu hết thì đại biểu quốc hội là gì? Là cái cơ quan để bức xúc, anh đang đại biểu rồi, anh hiểu không? Nói với ai? Anh bức xúc nãy giờ anh đã la lên rồi. Nói với ai? Nhưng mà bây giờ có nghĩa là có giá trị gì không? Anh nói với mấy người ngoài này có giá trị không? Lớn tới một hồi nữa là anh sẽ bị xỉu. Thật sự tôi nói là như vậy. Bây giờ mới là đang giải tỏa cho ông để ông bất bức xúc đó. Mấy người này mới là đang giải tỏa để cho ông bất bức xúc đó. Vì cái bức xúc của ông mới không được nói ra. Hôm nay ông được nói ra là những người này đang có công để cho ông giải tỏa bức xúc đó. Đúng rồi. Mà cái bức xúc này á, đáng nhẽ ông ấy phải được vào để trình bày với mấy người trong kia kìa, là Nguyễn Thị Quyết Tâm này, Phan Nguyễn Như Khuê này, để những người đó mới chuyển tải cái thông tin của ông ấy lên quốc hội đó, mới có cơ quan để giải quyết cho ông đó, mà ông không được vào. Ông đừng có công an mà nói không chính xác. Người ta giúp ông ấy để giải tỏa bức xúc đó. Bức xúc rồi mới tới đây, còn không bức xúc rồi không tới đây đâu. Ai nó đẩy đây con? Đó, đứa bé cô gái chân cũng quái đó, thằng công an Thịnh đó, quá tức nó lắm. Như vậy là nó làm tới bây giờ cái đi tốn tiền mất tích rồi không thấy mặt nó vô thưa hoàng không thấy nói đây rồi thưa ở đây nó thôi chuyện cũ bỏ qua đây đây thành nói còn ở đây của họ có nói thôi chuyện cũ bỏ qua đừng có nhắc lại bốn công an không có người ta làm người ta dễ chân đánh đánh công an mà đánh đánh gãy chân luôn này đánh người ta đánh gãy chân người ta luôn cướp đất cướp nhà người ta còn đánh gãy chân người ta luôn đó tân cảng nè đầu tôi có viên đạn nè đầu ui giời ơi. Ông mới bị như vậy ông mới bị đây nè. Gia đình tôi chết hết còn một mình tôi. Rồi công an còn nói tôi giả bệnh, công an đụng tới vô đó là tôi giả bệnh, giả bệnh, giả bệnh. Nó có lên quốc tế, anh sẽ được giải quyết nhé. Nó có một cái gì đó mà công an đụng tới cho tôi giả bệnh không à? Mình nhân dễ quá, anh làm công việc anh đang làm công việc của anh. Đó mà ơi, nhưng thế này. Có việc đây. Tao bức xúc cái chuyện tiền hàng tỷ của người ta, cái căn nhà. Nay anh đuổi. Chưa chắc đã được giữ được chứ ông thầy. Đó không ạ? Ông này là mạng ông rất lớn này và đây là cái bằng chứng đây cái đầu đây là cái bằng chứng gọi là xác đáng và trung thực nhất để phản ánh cái chế độ mà nó thu hồi đất của cái đô thị mới Thủ Thiêm nó lợi dụng chức vụ quyền hạn cướp đất người ta mà nó trắng trợn như này đấy trắng trợn tại nhà nó đập phá nhà tôi cho đuổi tôi đi anh quay cái chân này đây đây chân tôi đây nè đó đó rồi rồi gãy chân gãy tay hết không có thằng nào mà chịu nổi ghê gớm không tức là tức là đương nhiên là ông này là một bằng chứng sống này ông ấy còn đang còn sống này ông ấy bị coi như là cái quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm cướp đất cướp nhà đánh người ta như thế này đây mà xảy ra như thế này đây mà bây giờ người ta bị như thế này người ta còn sống lại đây làm còn sống lại đây phải nói là quá tàn nhẫn quá độc ác rồi phải nói là cái này là còn không còn bằng cỏ rác nữa người ta coi bằng cỏ rác đã ghê ở đây còn không bằng cỏ rác nữa đó ông coi một cái mạng người coi cái nhân mạng con người không bằng cỏ rác không bằng một con thú luôn đây quánh gây tan tật luôn này ghê gớm rồi gia bộ nó né không biết ai không căn cứ đó nó chơi như vậy đó nó chơi quá sợ luôn nó dùng từ thằng mà công an qua quận tới công an phường luôn tôi nói thằng công an quận từ thằng dân quân luôn ông đang trên đầu người dân thưa đơn trách nhiệm làm gì pháp luật làm dạ gì man, pháp luật đánh ông tan tác luôn nội bộ lại biết bộ nó thủ thiêm thu đất trên trên mình đấy xong bắt đầu 190 mấy mét vuông nó khủng khiếp luôn trời ơi giá màn thật đấy phải nói là không thể tưởng tượng nổi luôn giá màn tàn bạo đến mức độ vậy nữa
Tôi cũng là dân oan nhưng không bị như vậy. Còn đây dân oan này phải nói là quá oan. Đứng nè, tôi vẫn biết. Tôi nói đó, ông ai ông làm gì? Đúng rồi thôi, sợ ai? Đó đâu, này là dân tộc ở đâu? Phường này hả? Phường này, phường này hả? Ông trai đường phố kìa. Ông mới đang bức xúc, ông mới nói anh nghe cái gì? Ông dân phòng, ông dân phòng anh em ở xóm thôi. Ôi giời ơi. Vậy mà mình nói là em tôi đừng có ta. Đánh. Đây sai. Ông là hình như là ăn ở đồng anh gãy chân hết cái xương đây mà. Ổ nó vô nó tè bắn bắn luôn. Bắn luôn đạn xuyên. Giết lời 4 năm thằng công an. Bẻ tay tôi dẫn lên còng tôi. Ổ má nó lục xót cái tưởng tôi đồng chơi trong đây đủ thứ. Tôi chống cự. Ai nhà lục không có xong rồi tôi ra thưa nó. Má chốt thì mất tiền. Vậy mấy năm nay sao anh không chịu tôi thua rồi mà không giải quyết hết chứ. Tôi thua tới công an thành phố. Cảnh sát điều tra. Nhưng mà ra đại biểu hỏi nè, anh không chịu trả lời. Ra nó đéo cho xô nè, cho nên anh chặn đưa lấy chặn được công an ở đây. Đồng đồng mấy lần trước kìa. Mấy lần trước, mới lần này thôi. Mới lần này đây thôi nè. Tôi tại không biết, nếu tôi biết tôi tập muốn ra. Được rồi, được công an nó cứ theo ngày giết nó theo, nó không cho xô này, nó không cho nói này. Nó không cho nói luôn. Thôi đi. Viên đạn bắn từ giang đầu nè. Viên đạn còn nằm trong đây mà đi biết. Giờ mình nằm ở ngoài không được. Đấy là do bị bắn, đó là cái bị gớm ông. Cái nè, hai năm về sau nè, lợi chùa Thái Nguyên hỏi thương coi, hai tôi bị dây điện cao thế, lúc đó nó bắn dây điện, bắn cái đùng một cái, đứt dây điện cao thế, đừng nghe tôi băng tay ra thuốc mấy thuốc. Trời ơi. Dây điện nhảy nhảy như vậy mà không, tôi không chết, ông bạn tôi ra mồm tôi mà ông chết, tại chỗ. Ông bạn thì chết mà ông cũng không chết. Về mà ông lớn không? Tức là trên chùa Thái Nguyên, trên Thủ Thiêm đó, đúng trung tâm là của Thủ Thiêm. Đó. Dã man, nó cướp đất còn hành đánh bắt đầu bắn vào các cái dây điện, có thế đứt xuống quất vào ông này băng qua bao nhiêu mét vào ông bạn mà cứu này, ông bạn chết ngay. Tức là đây là ông này, ông mạng ông lớn, hôm nay ông mới tố cáo được ra đây, ông đứng được ra đây này. Cưỡng chế nhà đất của ông ấy. Không đi. Ông đó, ông đứng ở đây, ông ngăn cản, ông không cho ông này nói ra. Ông này với ông công an đâu rồi, ông công an đâu rồi? Ông công an á, ngăn cản không dám cho nói ra. Không cho ông này nói ra. Chứ anh em cái gì? Tôi nè, tôi về tôi sống cho con tôi á, 100-200 lá đơn nè. Từ công an, cơ quan cảnh sát điều tra. Vừa hết ráo, không như nào. Đơn của ông đã Bình Kim Sơn đã chuyển về công an quận 2. Chuyển qua. Ông có đạt, mẹ lắm. Ông có đạt thì ông mới đưa đơn được. Trời ơi, bà con không tin cái chuyện là công an quận 2 mà nói công an quận 2, công an quận 2 để cho bà con xe tôi giữ đây, cho bà con giấy tờ đàng hoàng, cho bên quan đòi lại nhất rồi. Trời ơi, tôi đã đổi thừa tôi là giả bộ và động kinh giả bộ nhận tặng la ông sùng cái đó trật tự, đụng tới là muốn công an tới, ủa nó bắt tôi, nó chơi tôi. Bắt tôi hết lần nó đem tôi lên. Mọi người chia sẻ mạnh lên nha, trời ơi. Phải nói là cái oan ức của đô tôi mới Thủ Thiêm nó chồng chất luôn. Nó chồng chất luôn. Nó
hôm lần đầu em ra cũng nhớ rồi. Báo cáo gì vậy? Trời ơi, nó đánh què hai chân ra. Đấy à, gãy xương què hai chân bắn ra vào đầu quá kìa. Mà dã man. Ông bạn đi chết. Ông không sống. Rất kìm chế không ra ngoài. Rất kìm nó không ra ra ngoài đó, nó sợ khai này. Rồi, bơn đơn thư quá trời luôn. Bây giờ anh kêu luật sư á. Luật sư người ta sẽ hỗ trợ có cái chỗ mà là làm miễn phí luôn. Mình mới chỉ tắm được, nhưng mình không biết. Vậy ông cứ làm một mình. Có chuyện gì không? Địa phương đó là đâu biết đâu. Cũng đang ở ngoài phường đó, tập trung ngoài là chuyển đất lại. Mà cũng đang ngoài phường ở đây này, chứ cái mà nhà có chuyện gì mà hai này. Rồi. Không phải mà có cái vô đất đai hay chuyện gì không? Ừ, chắc là nó vô nó thấy ông này đứng ở đây đang nói rồi nó cho. Đúng rồi. Đúng rồi, nó dụ ông về, nó dụ anh về, bảo đảm luôn. Rồi, bây giờ anh ở đây anh nói xong là chính quyền nó đang dụ. Làm gì thì làm ngoài chính quyền, không về nhà. Anh về là bây giờ anh thua đó. Anh về là anh thua nó luôn đó. Nó thấy ở ngoài này hôm nay anh mới nói được ra. Rồi. Nó về, anh về nó không cho anh ra đâu. Rồi bây giờ là chính quyền nó về trong nhà cho ông, nó dụ ông ấy về. Nhân chứng sống đã được bị dụ về. Bị dụ về rồi. Dụ về nhà rồi, nó bị coi như nó dụ đi rồi. Đây. Mình là đại diện đây, đang là dân ngoan Thủ Thiêm đây, đang đứng ở đây, quan cảnh đây. Đó. Đông. Nó không cho vô là nó không cho vô. Dã man. Tiếp xúc cử tri mà lại không cho cử tri vô. Tiếp xúc cử tri mà không cho cử tri vô. Không hiểu nó tiếp xúc để làm gì, nó tiếp xúc với ai. Nó nghe ý kiến của nó nghe ý kiến ai. Nó nghe ai ý kiến đây? Dã man. Rồi. Nó dụ ông về nhà cái thằng công an á. Cái không, thằng đó là cái gì? Cái thằng công an nhỏ lúc trước nó đứng ở đó, cái bà này cứ hai cái người ta. Thằng đó nó đi về rồi, nó dụ thằng này về đó. Nó gọi cho thằng này về. Còn cái thằng dân phòng cái tôi nói là hai cái thằng ấy. Thằng đó nó nhận là anh đó. Cái đẹp thằng đó là cái gì? Ông này tội quá tội luôn đó. Cái đó cũng như là có thật không? Mình mới
chỗ này không bị đúng không? Thì tao nghĩ chứ bây giờ biết sao vào nhưng mà tôi nói trong cái dịp này nè, cách ly hỏi nó cái canh Vũng Chim ở đâu cơ đã. Phải hỏi nó chỉ cái răng cướp thôi hả? Nếu là những ông em nói như phải có bảo vô. Nó không cho vào. Bữa nay nó đậu chài vô. Sáng nay nó đưa cái mỡ là đi mỡ. Còn không là bắt thiếu gạo vậy. Bên phường mình ăn có 2-3 cái thứ mỡ. Hỏi anh làm có ai đâu, có ai đâu mà có. À, lên đây ga đội trưởng an ninh nó kêu anh ra, nó bảo anh đi kiếm mấy người phường anh lấy cái bảo kiếm ai giờ mà nó có cho vào đâu, nó nhìn mặt dân ngoại thủ thiêm là nó gạt ra rồi. Tại sao ở mấy quận khác là tiếp xúc cử tri dân được vào rồi, đâu có covid con mẹ gì đâu, giảm rồi phải thuốc giảm từ mùng 8 bây giờ là bỏ cắt hết giãn đi rồi xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ và xem cái live stream này của mình nhé. Xin thành thật mọi người chia sẻ thật mạnh và để ủng hộ cho bà con dân Oan Thủ Thiêm lấy được cái quyền lợi để ổn định cuộc sống, cho mọi người khổ lắm, quá trời người khổ luôn, nhiều lắm, 500 mấy chục người coi, chia sẻ khắp thế giới luôn, nhiều lắm. Điểm rồi, trước giờ bao năm trời rồi. Lúc lấy coi lên tới 500 là lúc cao điểm nhất, lên tới 560 mấy rồi. 560 mấy rồi. Anh cho tôi nói một chút đi. Đây, chị nói đi. Chị cứ bỏ hẳn cái khẩu trang ra. Đúng rồi. Đảng chỉ là một cái công cụ để cho ông Trọng ngồi đó khỏe thôi. Bây giờ ngồi để mà nói ra thì đúng. Bây giờ thực sự ra mà nói là dân khắp nơi trên cái đất nước này rất nhiều, nhiều nhiều lắm 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 luôn. Bị cướp cái tài sản. Nó không xuống để cho tuổi trẻ nó lên. Nó làm việc. Không chỉ là học y tờ thôi mà ông lên tận tầng đầu đất nước. Giỏi ngon đi ra ngoài biển Đông đó đánh bình hí đi. Coi như là người dân mất hết lòng tin vào chế độ. Càng nói càng sai, càng nói càng đi xa. Nói nhưng không làm được, nói mà không làm. Nói một đằng làm một lẻo. Nói một đằng làm một lẻo cho nên là đây. Rồi ơi. Đó chị còn gì bức xúc đó chị nói luôn đi. Mà nói ra thì nói nha, chẳng hạn như cái vụ ở Thái Bình ấy cũng có thằng lưu manh như bắt được cây, thế mà đây cả mấy cái này hàng mấy chục năm rồi không bắt thì làm sao? Mà có thể nói là công an chừng tối này công an nó cũng cầm đầu tôi đó. Nói thật. Ai cộng ai? Không dám ai cộng đâu. Chẳng muốn cho mình phụ, không giết tôi đó, tại vì dám chửi ổng. Rồi. Nói ổng lên, rồi cái ghế nó đi chân cẳng thì gặp lìa đi không được. Chị tên là gì ạ? Chị Tâm Thuận. Quá bức xúc, quá mất niềm tin. Quá bức xúc, quá mất niềm tin. Rồi thôi, xin cảm ơn mọi người đã coi cái buổi livestream này nhá. Và chia sẻ cho bà con dân Oan đối với Thủ Thiêm. Xin chân thành cảm ơn nhé. Đây nè. Cắt bớt. Live stream mà sao lại không live stream?